Xin chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ mùa thứ hai. Thưa quý vị khán giả, chúng ta lại được gặp nhau trong một chương trình truyền hình rất đặc biệt, một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc. Nơi đây những người chơi sẽ hát vang tiếng hát của mình để giúp đỡ cho những người khác. Chương trình Hát Mãi Ước Mơ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của Tôn Đông Á và được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay như thường lệ chúng ta cũng sẽ được chào đón bốn người chơi khác nhau. Họ sẽ đem đến những câu chuyện rất dung dị, mộc mạc nhưng ẩn chứa sâu sắc tình người, và vẫn mong rằng là quý vị khán giả sẽ theo dõi trọn vẹn chương trình từ đầu đến cuối để chúng ta sẽ cùng chia sẻ với câu chuyện của người chơi. Hãy cùng đến với ước mơ của những nhân vật thụ hưởng và hãy để cho tình yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị khán giả, cất cao tiếng hát, lấn át khó khăn, đó chính là thông điệp của Hát Mãi Ước Mơ. Chúng ta sẽ cùng chào đón những nhân vật quen thuộc của Hát Mãi Ước Mơ, đó chính là hai vị giám khảo đồng hành xuyên suốt từ mùa 1 cho đến nay. Hãy cùng chào đón giám khảo Trấn Thành. Và chúng ta sẽ tiếp tục chào đón giám khảo Cẩm Ly. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng chờ đón một nhân vật nữa. Và bạn ấy đến đây cũng với niềm hứng khởi muốn được chia sẻ điều đó với tất cả mọi người. Đây là một thành viên của nhóm nhạc 365. Chúng ta sẽ cùng chào đón ST. Nơi màn đêm bao trùm lên là những nỗi nhớ, mưa rơi nhiều thêm, anh tự hỏi rằng đến bao giờ ai ta được kề môi, đêm trôi chậm chậm thôi, cho ta cầm bàn tay ấy. Mỗi ngày anh và em đôi bờ mi từ hai thế giới, nhưng khi gặp nhau như trăng và sao gần mãi chân trời, luôn đi cùng một nơi, băng qua nghìn trùng khơi, băng qua những ngày mưa gió, đêm ai gần nhau hơn. Đến khi nào ta cùng chung lối chung cơn say, đến khi nào ta cùng chung mái ấm đêm này, nắm chặt tay này để em luôn ở đây, để yêu thương kia chẳng còn cách xa. Đoạn đường dù thật dài, chẳng làm chân chờ mệt nhòa, những bước chân qua bao nhiêu trong gai, càng làm tình mình nồng nàn hơn bao lần. Em đừng lo sợ vì anh luôn ở đây, giấc mơ này luôn say đắm tiếng yêu màu hồng. Dần trôi này phong ba, chẳng làm muôn phía như màu lên tiếng nga. Bao năm trôi đi qua, càng làm tình mình ngày nào thêm dễ xa. Em đừng lo sợ vì anh luôn ở đây, giấc mơ này luôn tràn chứa. Cảm ơn ST, một ca khúc thành công trong một bộ phim cũng thành công. Còn bây giờ thì xin mời ST sẽ về chiếc ghế của mình để thực hiện vai trò của một người giám khảo nhé. Dạ, cảm ơn chị. Thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Đây là câu chuyện về một thầy giáo còn rất trẻ, đến từ vùng biên giới xa xôi, và thầy sẽ mang theo câu chuyện về một ngôi làng vô cùng đặc biệt. Nằm sâu heo hút giữa những tán rừng hoang sơ, giáp biên giới Campuchia, làng Cùi, huyện Ikrai, Gia Lai, là cái tên lâu nay người dân trong vùng dùng để chỉ nơi cư ngụ của hơn 30 con người bị mắc bệnh phong sinh sống. Tuy gọi là làng, nhưng làng Cùi chỉ có vỏn vẹn 14 nóc nhà tôn sập xệ. 20 hộ, 4-17 người ở đây, cả nhỏ cả lớn. Người lớn bị bệnh, người nhỏ nhỏ nó có, chưa có. Giờ mai một thì gọi là giờ mình không biết. Những năm gần đây, làng Cùi đã được chính quyền địa phương quan tâm, nên cuộc sống bà con đã bớt khổ, trẻ em đã được cấp sách đến trường. Ngôi trường ở gần Ủy ban Nhân dân, nơi những thầy cô giáo trẻ tuổi rời xa thành phố đến với vùng đất xa xôi mang theo những niềm hy vọng mới. Mình tên là Lê Phúc Bảo, mình hiện tại là 31 tuổi, mình đang là giáo viên giảng dạy bộ môn thể dục ở trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.
từ nhỏ mình đã đam mê, đã thích thế rồi. Trong gia đình cũng có cái truyền thống là ngành giáo. Về cái cơ hội việc làm thì mình không thể chọn được ở nơi nào cả. Ở nơi nào cần, nơi nào thiếu thì mình đến thôi. Thế là mình tìm lên đây, lên trên cái đất Gia Lai này. Nói chung về đây ấy, thì mình đã thấy học sinh đồng bào ở đây, các em ấy cũng khó khăn, cũng thiếu thốn như thế. Nhưng mà được biết thêm về cái làng Cùi đó thì càng thấy các em ấy càng có những hoàn cảnh đáng thương hơn nữa. Gia đình của các em ấy thì có bố mẹ đều là có thể nói là mất khả năng lao động, chỉ nhờ vào cái sự trợ cấp trợ giúp của nhà nước hàng tháng. Có em học sinh em bà giới đó thì về hoàn cảnh của em ấy thì bố thì là khiếm thị, mẹ thì mắc cái bệnh phong, bệnh cùi đó, thì cùi cả hai tay. Dạ, năm nay con 11 tuổi. Dạ, con rất thích đi học. Đi học vui. Những đứa trẻ lớn lên từ trong ngôi làng tách biệt giờ đây đã hòa đồng nơi trường lớp và mang trong mình những ước mơ như bao đứa trẻ khác. Dạ, con muốn đi học để làm cô giáo. Dạ, con muốn dạy học cho các bạn nghèo khác. Biết được cái chương trình đó là một cái duyên. Tuy rằng mình hát không hay, không được như những người khác, tuy rằng mình cũng chưa gọi là khá giả hay cái gì cả, đó là chính bản thân mình. Mình sẽ hát để giúp đỡ cho em bờ giới được đi học và cũng như giúp đỡ một phần nào đó cho gia đình em. Chiếc khứ tia bay tới nhìn cánh chào đàn khâu vừa làn khoe sàn thâu gió đưa hương đôi bờ Tây Nguyên ta uốn nương một nguồn nước cánh mà một nguồn nước bát hồ gọi mùa xuân tới cho tiếng ca rộn vang ta gọi mùa xuân tới cho tiếng ca rộn ràng ta nghe trong lòng núi những bước chân Trường Sơn cô đoàn quân giải phóng man mùa xuân chiến thắng đất rồng ơi Tây Nguyên ơi tôi hát cho dòng sông đất rồng luôn chảy xuyết tôi hát cho nhà rồng đêm ngày luôn đỏ lửa cho tim đang rừng vang vang điều dòng xuôi đất rồng ơi dòng sông thương nhớ tôi hát cho dòng sông đất rồng luôn chảy xuyết cho nhà rông đêm ngày lúc đó lửa cho tiếng đàn rừng vang vang điều dòng xuôi đất rồng ơi dòng sông xanh thắm nối đôi bờ Xin chào thầy Phước Bảo ạ. Dạ vâng ạ, chào chị Ốc. Thấy phong thái của thầy cũng rất là tự tin. Nhưng mà đánh giá bản thân mình về tiết mục vừa rồi thì thầy thấy mình đã thể hiện thế nào? Có lẽ là do Bảo được thể hiện cái khúc này đầu tiên so với là ba người chơi thì có lẽ là cũng có phần nó chưa được tốt lắm. Theo mình đánh giá là như thế. Ngày hôm nay là thầy Phước Bảo đến đây để giúp đỡ cho em mời giới, phải không ạ? Hôm nay thì em mời giới không có đến được, em ở xa quá. Nhưng mà hôm nay thì có thầy hiệu trưởng của trường Nguyễn Bá Ngọc là thầy Bùi Công Năm có đến đây để cổ vũ tinh thần cho thầy Phước Bảo. Và xin mời thầy Năm cùng lên sân khấu ạ.
Thầy Nam ơi, những học sinh ở trong ngôi trường của mình á, thầy nhận xét chung về hoàn cảnh của các em như thế nào ạ? Thì về cái một cái ngôi trường ở cái vùng biên với các em học sinh ở đó thì chúng tôi có cả học sinh người Kinh và cả học sinh người Gia Rai. Còn về học sinh người Gia Rai thì chắc chắn là họ sẽ gặp rất nhiều cái khó khăn trong cái kinh tế, trong cái việc học hành các em đến lớp. Và đặc biệt là em Bờ Giới là một trong những học sinh của một cái làng, cái làng đó nó mang cái tên mà chắc chúng ta đã biết, đó là cái làng Cùi. Em Mờ Giới là một trường hợp đặc biệt cho nên là được thầy Phước Bảo chọn để mà hỗ trợ cho em. Thì vâng, xin được hỏi thầy Bảo là em Mờ Giới là sức khỏe của em á, sinh ra trong một gia đình như vậy nhưng mà sức khỏe của em có ổn không thầy? Vâng, thì em thì không bị như mẹ hoặc là bố. Nói chung là căn bệnh đó là nó không có di truyền đó. Nhưng mà về cái hoàn cảnh sống thì bố mẹ như thế thì chắc chắn là em nó không thể nào mà bằng những em học sinh khác được. Như thầy thì thầy vẫn có nhiều cơ hội lựa chọn những nơi khác để mình công tác. Tại sao thầy lại chọn trường Nguyễn Bá Ngọc, nơi mà thầy Năm làm hiệu trưởng để mà mình gắn bó ạ? Vâng, đó thì cũng là một cái duyên. Lúc đầu tiên mình là một sinh viên là mình học tại làng Đại học Thủ Đức này. Rồi sau khi mình tốt nghiệp thì mình về Gia Lai, mình công tác. Thì lúc đó là mình chỉ suy nghĩ đơn giản, tuổi còn trẻ. Đại nhiệt huyết thì mình cứ hệ xông pha thôi. Nhưng mà khi mình về đó công tác rồi khi đến đó là gắn bó rồi có nhiều tình cảm. Rồi hiện tại thì giờ mình có gia đình, lập gia đình và ở tại đó luôn. Quyết định ở tại đó và để mà giảng dạy và công tác. Cảm ơn tấm lòng của thầy Năm và thầy Bảo. Bây giờ thì mình sẽ cùng chia sẻ về tiết mục vừa rồi của thầy Phước Bảo. Xin mời ST. Chắc là do thầy là người đầu tiên hát trong cái chương trình này cho nên là cảm giác chắc là hơi hồi hộp một tí xíu đúng không ạ? Thì SC có thấy là một vài đoạn thầy có hơi bị chật nhịp tí xíu, cũng nghĩa là hát trẻ hơn so với nhạc nền. Còn về giọng hát thì SC nghĩ rằng là đây là một ca khúc cũng như là một phần trình diễn rất là ý nghĩa cho nên SC không có gì bàn thêm. Cảm ơn SC. Xin mời chị Cẩm Ly. Dĩ nhiên là nó sẽ có một xíu chỉnh choạn như nãy ST nói là về cái nhịp. Nhưng mà tại vì thường thường mình hát karaoke nó rất là dễ bị vấn đề đó. Nhưng mà ở thầy có được cái chất giọng rất là khỏe. Và hy vọng rằng đây chỉ là cái vòng đầu tiên thầy có một cái sự hồi hộp. Nếu mà được vào vòng thứ hai, biết đâu nó lại bình tĩnh hơn, còn hay hơn nữa. Dạ, cảm ơn chị Cẩm Ly rất nhiều ạ. Mỗi một người tự nhiên sẽ có một cái duyên để ở lại một chỗ nào đó, nó sẽ gắn bó với cuộc đời của mình. Thôi hy vọng là thầy sẽ thật là mạnh khỏe, lúc nào cũng có sức khỏe để có thể làm việc tốt nhất và truyền cái tình yêu của thầy cho tất cả các bạn học trò ở trên đó, giúp cho cái đời sống ở chỗ đó nó đỡ khó khăn hơn, nhất là về giáo dục. Vâng, cảm ơn anh Trọng Thành rất nhiều ạ. Cảm ơn các giám khảo, cảm ơn thầy Phước Bảo và hy vọng thầy sẽ có số điểm thật cao trong chương trình ngày hôm nay vì đó là cái phần quà thiết thực thầy có thể giúp cho em Mở Giới. Quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tiếp theo. Đây là câu chuyện về tình người và tình mẫu tử. Người mẹ mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo, trong khi cậu con trai thì đang ở tuổi ăn tuổi học. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Lúc trước thì chị cũng ở nhà, chị ở gần nhà chị Huyền. Thì chị thấy chị Huyền có cái hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Thì mình thấy có cái chương trình Hát Mãi Ước Mơ này, mình cũng muốn tham gia cái chương trình này để giúp đỡ được cho hai mẹ con. Công việc cái chị ở nhà là buôn bán và thời gian rảnh thì có thể may đồ thêm, ví dụ mình lấy hàng gia công về mình may. Cảnh gia đình mình thì nói chung là làm ăn thì cũng bình thường đủ sống thôi chứ cũng không có, chưa có dư giả gì nhiều, nên là mình cũng giúp chị Huyền với khả năng của mình thôi, chứ còn hơn nữa thì mình chưa có thể giúp được hơn nữa. Chị tên Lương Thị Huyền, năm nay chị 41 tuổi. Trước khi chị bị bệnh á, chị ở buôn bán, chị có một cái cửa hàng nhỏ chị bán. Rồi sau này á, chị yếu quá, chị không có làm được. Chị sinh bé ra, thì được khoảng 2 năm thì chị mới phát bệnh. Chị á, bây giờ không còn gì hết á. Suy tim, suy thận, rồi xương thủy tinh.
rồi khớp, nói chung không có còn cái gì hết. Vậy bây giờ y như là ngồi một chỗ để cho làm cái tấm dựa cho con nhìn thôi. Người ta nấu cơm cho con ra thì được, chị không có nấu được. Nó nói mẹ, con thích ăn cái món mẹ nấu, thích ăn cái món này món kia, chị không có nấu được. Trước á chị còn đi cái nạn được á, nó chở chị đi chơi suốt á, mẹ không chở mẹ đi chơi, bây giờ không ngồi được, nó tập cho chị đứng mà đứng không được. Mẹ con hiện tại đang bệnh rất là nặng, mỗi lần gặp mẹ con bị đau vậy con cũng thấy cũng đau lòng lắm. Con cực kỳ khó khăn, nhưng con so với mấy bạn khác con thấy buồn. Có một vài bạn không còn cha mẹ, nhưng con may mắn thay là con vẫn còn mẹ, nên con cũng không buồn. Ước mơ của con là muốn mẹ sống với con mãi mãi, có tiền cho mẹ con chạy thận hàng tháng. Chị muốn hả, thấy con chị hả vô đại học thôi. Rất là đồng cảm, mình cũng là một người mẹ thì mình cũng biết muốn cho con mình thành tài, thì chị Huyền có điều ao ước của chị cũng giống như vậy. Chị muốn đem cái lời hát của mình có thể giúp đỡ được cho mẹ con chị Huyền, và nếu như là đạt giải thưởng thì chị sẽ giúp hai mẹ con hết cái số tiền mà mình được đạt giải thưởng cho hai mẹ con, để cho bé có cái động lực để học và cho chị cũng có một cái động lực để cho chị tiếp tục sống. Không gian nào đó chưa dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau. Rồi mà chưa vơi nỗi nhớ, ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đồng thắm hơn. Có một không gian nào đó chưa dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau. Rồi mà chưa vơi nỗi nhớ, ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đồng thắm.
chào chị Hoàng Thị Giang. Chào chị. Chúc mừng chị đã hoàn thành phần thi của mình. Vân có một tin muốn chia sẻ với mọi người một chút. Là ở cái đoạn cuối cùng của clip á, thì bé Trọng còn nở nụ cười vì con cũng ước mong những điều tốt đẹp. Nhưng mà đáng buồn là cách đây 2 ngày, mới 2 ngày thôi thì mẹ của con không còn nữa. Và ngay lúc này thì Trọng không thể đến đây để cổ vũ cho chị Giang được vì phải lo đám tang cho mẹ. Biết rằng là ngày hôm nay chị Hoàng Thị Giang đến đây để hỗ trợ cho chị Huyền. Nhưng mà bây giờ chị Huyền không còn nữa, nhưng Vân mong rằng là mình vẫn có thể hỗ trợ được cho bé Trọng. Mấy hôm nay chị bận thi như vậy rồi, chị có cập nhật được tình hình của Trọng không chị? Dạ, khi chị mất thì em cũng ở đó. Trọng thì cũng rất buồn. Thì nhà chị chỉ có một mình Trọng thôi, cho nên là đám tang thì Trọng phải ở nhà, không có đi đến trường quay được á. Nhìn ở trong cái clip mà thấy cái đoạn mà bảo rằng có nhiều bạn còn khổ hơn mình, buồn hơn mình, tại không có cha mẹ, mình có cha mẹ, mình có được mẹ, mong mẹ ở với mình, một cái điều mong mỏi rất đơn giản. Mình cũng muốn mình chia sẻ nhưng mà không ngờ Vân báo một tin thiệt là bất ngờ. Ước mơ của con là muốn mẹ sống với con mãi mãi. Cho em hỏi là cái nhà đó là của ai? Dạ, nhà đó của chị Huyền luôn. Dạ. Dạ. Cũng còn đỡ. À, em nó có một cái công việc gì để làm thêm để kiếm tiền không chị? À, bé Trọng thì đi học, thì ban ngày đi học thì thời gian ở nhà chăm mẹ thôi. Nói chung là ba của bé thì cũng có hỗ trợ cho bé, lo cho mẹ chứ không phải là không. Nhưng mà không có sống chung thôi. Dạ. Dạ. Nhìn cái hoàn cảnh của bạn Trọng thì rất là đáng thương. Và hôm nay em nghĩ là khi mà chị đến đây á, thì em không nghĩ là chị hát hay như vậy đâu. Mà chị hát hay mà em bất ngờ luôn ấy. Mà may là đang rung á, vòng đầu đó nha, đang gọi là thăm dò tình hình, đang lơi lơi đó. Chứ nếu mà chị vào trong mà chị tập trung chị hát còn hay nữa, giọng chị hay lắm. Cái giọng giả thanh rất là sạch sẽ và vang sáng. Dạ, em cảm ơn rất nhiều. Thực ra mà khi mà chị Giang cứ tiếng hát lên á thì làm cho SC liên tưởng liền đến những cái giọng hò Huế. SC nghĩ rằng là không riêng gì SC đâu mà tất cả mọi người ở khán phòng cũng đều rất là thuyết phục bởi cái giọng hát của chị ngày hôm nay. Em xin cảm ơn. Dạ, em xin cảm ơn. Trọng có hay tâm sự với chị Giang không? Dạ có. Bé rất là ngoan mà cũng rất là nghe lời. Nhưng mà Trọng có chuẩn bị trước tâm lý cho việc là mẹ sẽ có thể ở với mình không lâu không? Mẹ của bé thì bệnh nay cũng mười mấy năm rồi. Thì tâm lý của bé thì đã biết trước mẹ sẽ không ở với mình được lâu nữa. Nhưng nguyện vọng của chị là muốn cho con vô đại học thì chị mới yên lòng chị đi. Nhưng mà rất tiếc là chị không chờ được. Thôi bây giờ thì cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ Vân cũng chỉ mong rằng á, là ngày hôm nay chị Giang hát tốt, mình có cái phần thưởng thì cũng gọi là một cái sự hỗ trợ thiết thực mình có thể dành cho Trọng. Cảm ơn chị Giang rất nhiều. Cố lên em nhé. Em xin cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cảm ơn chị. Xin mời quý vị khán giả hãy cùng đến với câu chuyện tiếp theo. Đây là câu chuyện về một người cha muốn hát để viết tiếp ước mơ của cô con gái. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Tôi tên Dương Công Danh, sinh năm 1963, nguyên quán Sóc Trăng. Tôi tới thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp từ năm 97. Công việc chính cụ thể của tôi là tôi làm bảo vệ từ 6 giờ chiều cho đến 6 giờ sáng. Khi 6 giờ sáng tôi bàn giao ca về thì nói chung cái đồng lương bảo vệ cũng không cho đủ mình để trang trải được nuôi cho hai đứa con học, cho nên tôi phải làm công việc thêm là ban ngày mình vận chuyển chở hàng hóa giao cho khách. Hiện tại thì tôi đang sống cùng với bà xã, cùng với hai đứa con gái. Đứa con gái đầu của tôi nó đang là Dương Ngọc Thảo, hiện năm nay là sinh viên năm cuối của trường đại học kiến trúc. Còn đứa con gái kế là Dương Ngọc Thảo Nguyên, năm nay đang học lớp 10. Tuy là cực khổ nhưng mình cũng là vui, rất mừng là tại vì hai đứa con nó chăm học,
và nó học rất là tốt. Cho nên có đôi khi mình về nhà cảm thấy nó mệt mỏi lắm á, nhưng mà cảm thấy hai đứa nó chăm học, nói chung những cái tan biến về cũng như cái mệt mỏi mình nó xua tan hết. Em tên là Dương Ngọc Thảo, là sinh viên năm cuối khoa kiến trúc nội thất. Nhà của em thì cũng không phải là được xây kiên cố gì hết á, bị nứt rồi bị dột tùm lum hết. Thì nên mà ước mơ của em là luôn là mình có thể là có kiến thức để xây nên một căn nhà khang trang đàng hoàng để mà ba má ở. Thì khó khăn trong học tập của em hiện giờ là đóng học phí để làm toán tốt nghiệp. Thì em có làm thuê với một công ty du lịch để có thêm tiền. Cái nỗi lo của tôi bây giờ là cái đứa con nó đang học ngành kiến trúc, bây giờ là năm cuối, cái chi phí nó cũng tương đối lớn. Thì nói chung cái cuộc sống thì mình làm ngày nào mình xào ngày đó hết rồi. Có đôi lúc mà mình làm về ban đêm về nhà cái đó sáng mệt mỏi lắm luôn, muốn nằm ngủ một chút nhưng mà không được, tại vì cái chi phí mình nghĩ tới ngày mai mình phải lo cái trạng đóng mình học. Anh là trụ cột chính cho gia đình, anh ở nhà làm hai công việc rất là vất vả nhưng mà lúc nào cũng biết chăm lo cho gia đình. Tuy là gia đình nó có khó khăn thật nhưng mà chưa bao giờ có ý muốn là cho con mình phải nghỉ học. Ví dụ những cái gia đình khác, con cái họ lớn thì có thể họ có cái của cải gì đó họ cho con họ, nhưng mà mình ở đây thì tôi nghĩ là mình có thể bỏ công sức mình ra hết, dắt hết sức mình cũng được, mình cho mình con mình cái kiến thức. Tham gia cuộc thi này thì cái chính là tôi hát cho gia đình, và cụ thể nhất là tôi hát cho đứa con gái đầu của tôi. Nói với ba là con thương ba nhiều lắm. Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao, hãy sống như biển trào để thấy bờ bên rộng, hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la, và sao không là phù sa dâng mơ màu cho hoa, sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư, và sao không là bão là giông là ánh lửa đêm đông, và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao là đàn chim gọi bình minh thức giấc, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Chào chú, con chào chú công danh ạ. Con chúc mừng chú vì chú đã hoàn thành phần thi của mình ạ. Chú cũng hào hứng lắm. Chú thở phào hả chú? Hôm nay chú đến đây với ai vậy chú? Chú đến với đứa con gái chú và bà xã chú. Dạ, con mời bà xã chú với lại con gái chú cùng lên đây với chú nha. Okay. Chú thoải mái hơn nha. Okay. Đây là vợ của chú Danh và bé Thảo là con gái của chú Danh. Hôm nay là chú Danh đã rất là dũng cảm khi đến đây để mà hát cho chính con gái của mình. Con có nghe tâm sự của chú
biết là gia đình cũng còn nhiều vất vả và năm nay là Thảo đang học năm cuối, phải lo lắng rất là nhiều thứ. Chú có tự hào về con gái mình không? Nói chung như chú cũng đã chia sẻ rồi thì mặc dầu làm việc rất là mệt mỏi nhưng mà rất là tự hào vì con mình mặc dầu ở một cái hoàn cảnh khó khăn nào đó nhưng mà cháu vẫn chăm ngoan học giỏi. Dạ vâng, con xin phép cho con được hỏi em Thảo một chút. Để hoàn thành việc học trong năm cuối này ở trường kiến trúc á, thì mình cần cái khoản học phí như thế nào? Nếu như tiện em có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết được không? Dạ, đồ án này là khoảng 8 triệu và ngoài ra tiền in là khoảng thêm 3-4 triệu nữa. Đây có phải là một khoản tiền lớn so với gia đình của em hiện nay không? Dạ, cũng lớn. Em chia sẻ thì thực sự là em biết sao chị hơi ngạc nhiên vì chị nghĩ rằng là để làm đồ án tốt nghiệp chắc phải cần cái số tiền lớn hơn như thế và chị không nghĩ rằng là nó chỉ là một cái khoản tiền ở mức đó thôi nhưng nó vẫn là cái sự khó khăn lớn của gia đình mình. Chú, để cho em Thảo tốt nghiệp thì mình có cần những cái dụng cụ hay máy móc gì đó phải sắm sửa không chú? Nói nó cụ thể một cách chính xác tức là mình phải mua một cái dàn máy vi tính mới tại vì mà cái dàn máy cũ á, nó không có đủ cái dung lượng để cho mình làm việc liên tục tại vì cháu nó phải thức đêm hôm từ 2-3 giờ sáng đến 4 giờ sáng mà cái máy cũ thật sự ở nhà thì nó đã cháy, mình sửa tới sửa lui nhiều lần rồi không được cho nên bắt buộc phải cần có một cái nhu cầu mới để mua một cái dàn máy vi tính mới để vẽ 3D với tốc độ cao như vậy mới có kịp bài vở để làm cho bé. Thì một cái dàn máy đó khoảng chừng 27-28 triệu gì đó vâng ạ. Tức là đó mới là cái công cụ thì mới hoàn thành được đồ án tốt nghiệp thuận lợi. Tức là cũng ít nhất thì cũng phải vài chục trong thời điểm này để hỗ trợ cho Thảo. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chú. Bây giờ thì mình sẽ lắng nghe giám khảo chia sẻ về tiết mục khát vọng của chú. Con xem chú Danh hát đó thì chắc là hồi trẻ đi hát nhiều lắm. Tại vì khi chú bước ra thấy cái phong thái của chú là đỉnh đạt lắm nha. Và đặc biệt là cách cầm micro. Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội. Con nghĩ là không biết chú là gốc gác ở đâu nhưng mà chú hát chắc mấy bài gì Tây Nguyên là chắc là vô hệ luôn á. Con nghĩ vậy quá. Là cái phong cách của đó và cái tay cầm rất là nhẹ nhàng, cái micro là thứ dữ đó nha, không phải vừa đâu nha. Cho nên là nếu mà vào vòng trong thì chắc là còn thấy bung xõa nhiều nữa lắm đó. Và con cũng chúc cho chú có thể đạt được cái tâm nguyện của chú đến đây để dành cho con gái của mình. Cảm ơn chị Cẩm Ly. Với Trấn Thành thì bài hát của chú đã để lại trong Thành ấn tượng như thế nào? Thành thấy chú rất là nghệ sĩ và chú hát bài đó rất là tốt luôn. Con nghĩ là bình tĩnh hơn thì sẽ hát rất là hay nữa. Chúc chú sẽ đi được vào nhiều vòng trong. Cảm ơn các giám khảo. Cảm ơn chú Công Danh. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng xem đoạn clip cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Đây là câu chuyện về những người bà con ở một vùng quê nghèo, tỉnh Tiền Giang. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tôi tên là Quỳnh Thị Ngọc Thắm, năm nay tôi 64 tuổi. Hiện tôi đang sống ở Cai Lậy, Tiền Giang. Trước thì tôi buôn bán, còn bây giờ thì thấy tôi lớn tuổi rồi, mấy đứa con nó không có cho làm, nó kêu tôi lên đây để phụ ngó trông chừng cái tiệm ở cứ TV đây. Anh Thành này là con của người cậu thứ ba. Ban đầu thì tôi nghĩ ảnh nghèo, không có đến đổi nghèo như vậy. Rồi cái như đám tiệc tôi mời, anh không thấy anh đi. Nói rồi sao anh này mình anh em mà mình mời không tới. Ai về anh đâu có tiền đâu mà anh đi. Anh quá khổ. Công việc của tôi bây giờ đang làm thuê. Ai thuê gì làm mấy. Lúc này lớn tuổi tay gãi nè, với đau tử. Rồi làm hết nổi rồi về giờ kéo cá. Rồi ngày nào không có kéo cá thì ở nhà đi bán, lấy giấy số đi bán. Rồi cái hôm nay chiếc xe hư đó, rồi không có đi, nó để kéo cá vài bữa còn mót tiền để mua lại chiếc xe đạp. Tôi ở nhà này nay được mười mấy năm rồi. Mấy nhà hảo tâm với chính quyền cất cho chứ tôi cũng không có cất nổi cái nhà. Gia đình thì có một đứa con thôi mà thằng con thì bị tâm thần. Nghĩa là phải có uống thuốc vô mà có khi thì nó cứ đi nhông nhông ở ngoài đường rất là khổ mà không có tiền bạc gì hết.
mọi sinh hoạt cái nó đều mình làm hết, nó không có làm được. Rồi khi nó đi phá của người ta nữa, mất công người ta mắng vốn mình đủ thứ. Giờ hả tánh nó nhiều khi nó giận, nó lấy này chọi lấy kia chọi, nó phá đồ trong nhà rồi đâu có quánh nữa, để tự nó làm được hết thôi. Giờ cũng chán mình lo cho nó, chống mình lo tới đồ tới như vậy. Lúc trước thì tôi làm mướn, thời gian sau này bệnh rồi tôi làm không có nổi nữa. Lúc trước lâu rồi thì bệnh tim, bị hở quanh tim, hở quanh ba lá. Rồi cái hổm bị tai nạn, té cái gãy hai cọng xương sườn. Nghe bác sĩ nói mổ là cỡ 60-70 triệu lận. Lúc chưa bệnh thì mình còn sức khỏe, mình kiếm ăn được. Đấy, mình còn đôi tay thì mình còn tương lai, mà mình bệnh rồi là hết tương lai. Bệnh rồi muốn làm cái chuyện gì cũng không làm được. Thấy người ta làm mắc ham, mình làm không được quá. Buồn đủ thứ. Hôm bữa của tôi giờ cũng kiếm được một số vốn chữa nhà luôn. Chứ mà chăn nuôi, rồi sống chăn nuôi, mua gà vịt heo gì đó. Thông qua chương trình này thì tôi sẽ hát cho anh Thành để có một số tiền để cho ảnh chăn nuôi, với ảnh sửa nhà cửa, với lại trị bệnh. Cô đẹp quá. Con chúc mừng cô đã hoàn thành phần thi của mình nha. Dạ. Cô có cảm thấy hài lòng với tiết mục của mình không cô? À, dạ cũng hơi chờ hơi lâu, hình ra hơi run. Dạ. Cô ơi, sao cô lại biết đến gia đình của chú Thành cô? Dạ nói thiệt ra thì cái người đó cũng là người anh bà con. Như má tôi là thứ 9 mà ba của anh đó là thứ 3. Dạ. Tôi thì phải có con lo, còn thấy gia đình anh đó thì nghèo khổ quá, không có ai lo. Thành ra mới thấy vậy mới nói thôi, thông qua chương trình để mong mình có chút đỉnh tiếng hát của mình để mà mình giúp cho gia đình đó. Như nhà chú Thành đó là cũng khó đủ đường hết cô ha. Thì ảnh thì đã mất sức lao động, rồi vợ ảnh thì nếu mà nói bệnh thì chắc tôi phải lấy cuốn sổ ra ghi.
Tại vì nó có là hở van tim, rồi gãy cột sọ, rồi lúng cột sống, rồi gãy xương sườn, rồi sạn thận, rồi chưa nữa. Gia đình như vậy thì còn trông mong đứa con, nhưng mà đứa con này thì không thể nào hy vọng, bị nó bị tâm thần. Đó là cái điều tôi không biết sao mà bao nhiêu mà cho đủ. Thôi bây giờ ngày hôm nay cô cũng đã đến đây rồi, thì con cũng mong là cô có thể đem về một cái phần thưởng để mà hỗ trợ cho gia đình của chú Thành, bởi vì nó là cái điều cần nhất cho gia đình chú vào thời điểm này. Về tiết mục của cô thì chắc là mình sẽ cùng lắng nghe giám khảo chia sẻ nha cô. Dạ, xin mời chị Tư. Rung ở đâu con thấy chứ con thấy cô lên hát tự tin lắm. Và giọng cô, nếu mà cô ở tuổi này mà cô hát vậy nó còn sang sảng luôn á. Còn giám khảo Trấn Thành, Thành nghĩ rằng là cô có khả năng đi xa hơn nữa trong chương trình không? Dĩ nhiên là có rồi. Tại vì con thấy cô từ xa đó, con nhìn cô giống như những danh ca hải ngoại vậy đó, rất là đẹp. Như bà Tiên vậy đó. Thành thử ra là con nghĩ là nếu như mà cô giữ cái phong cách này, cô sẽ đi rất là xa. Tại vì giọng hát của cô, cái màu giọng rất là đặc trưng, màu giọng lạ, và cô hát rất là dứt khoát. Cái nhịp cô phân ra cái bài hát á, nghe nó không có bị chán, không có lê thê. Thành ra con nghĩ ra là cô sẽ có thể đi xa nếu cô cứ bình tĩnh và cô hát thật là nhập tâm. Nha, chúc mừng cô. Cảm ơn ban giám khảo, con chúc mừng cô Ngọc Thắm nha. Quý vị khán giả, bốn người chơi của chúng ta đã trở lại sân khấu và họ sẽ cùng đến với kết quả của vòng thi đầu tiên. Trước khi biết được điểm số mà hệ thống máy dành cho cả bốn người chơi, hãy cùng thư giãn, chúng tôi sẽ quay trở lại quý vị nhé. Chúng tôi đang quay trở lại cùng quý vị khán giả trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ ở vòng thi đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với điểm số mà hệ thống máy dành cho 4 người chơi. Kết thúc vòng thi này, ai giữ số điểm thấp hơn những người còn lại thì sẽ dừng chân và sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với số điểm của mình. Và xin mời quý vị hãy cùng theo dõi điểm số ngay sau đây. Thầy Phước Bảo, chị Hoàng Thị Giang, chú Công Danh và cô Ngọc Thắm. Điểm số của họ như sau. Tạm biệt cô Ngọc Thắm ở đây, bởi vì điểm số của cô là 76, thấp hơn một chút thôi so với ba người chơi còn lại, và cô sẽ nhận được phần thưởng trị giá 7.600.000 đồng. Thưa cô, con cũng rất là tiếc, thực sự cũng mong là cô có thể đi vào những vòng trong nữa để có thể giúp đỡ cho gia đình của chú Thành, nhưng mà rất là tiếc là mình phải dừng lại ở đây. Cảm ơn cô ạ. Thưa quý vị khán giả, và chúng ta sẽ cùng chào đón ba người chơi còn lại đến với vòng thi thứ hai, chinh phục. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang cùng chào đón ba người chơi đến với vòng thi thứ hai. Trong vòng thi này thì họ sẽ phải bấm vào chiếc nút này để lựa chọn ra bài hát mà mình sẽ thể hiện. Bây giờ thì xin mời thầy Phước Bảo sẽ bấm nút để chọn ra bài hát của mình. Thầy đặt tay vào đây nhé và giữ luôn. Xin mời ạ. Đi tìm câu hát Lý Thương Nhau. Đây có phải là bài hát ưa thích của Phước Bảo không? Mình cũng hát được vài lần. Rồi coi như hôm nay mình trải nghiệm bài này thêm lần nữa nha. Cố gắng ghi điểm nha. Và xin mời chị Hoàng Thị Giang. Họ quê tôi. Giang có tự tin với bài này không? Dạ, tự tin. Tự tin. Chúc Giang thi thật tốt. Cảm ơn Giang. Con mời chú ạ. À.
tuổi phải không chú? Cũng gần gần như vậy. Rồi, yên tâm rồi, trúng tủ rồi. Cảm ơn chú. Và chúc cho ba người chơi của chúng ta sẽ có một phần thi thật là trọn vẹn trong vòng thi thứ hai. Thương nhau tình thắm ơi à nghĩa nào, nghe câu hát anh đi tìm, đi tìm người hát câu hát lý thương nhau. Anh ra hương đào em đã sang đồng mía, anh lên rừng quê em lại đến nương dâu, anh đi tìm em. Anh ra vườn dừa, dừa rung dưa trái, đưa tay anh hai nhưng mãi đợi chờ ai. Anh xuống đồng sau em lại lên ruộng càng, anh đi tìm bạn, bạn còn đi xa như ông tìm hoa. Hoa nở phương nào để lòng anh mong, để lòng anh nhớ, anh thương em như thế. Hỡi cô gái nghĩa bình, bốn mùa trồng cây, bốn mùa em hái quà, dầu bao vất vả mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau, mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau. Tiếng hát quê hương, tiếng hát ân tình, tiếng hát nghĩa bình. Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe
đàn Chapi. Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe Chapi chợt thấy nao lòng về một giấc mơ. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhẫn nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn Chapi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông đầy hồn người sắc say. Yeah. Ôi giấc cơ lây, những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Chapi. Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Chapi. Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe Chapi chợt thấy nao lòng về một giấc mơ. Ơi, ơi Chapi. Người chơi của chúng ta đã hoàn thành phần thi trong vòng thứ hai rồi. Trước khi biết được điểm số mà hệ thống máy dành cho họ, hãy lắng nghe ban giám khảo chia sẻ về các tiết mục này. Hôm nay ba tiết mục của mình cả ba người đều có một cái sự lặng qua lặng lại, trao đảo gì hết. Trao đảo gì hết. Nói về tiết mục của chú Danh trước nha. Hồi nãy đoán đâu cũng đúng đó, nhưng mà trong bài hát vừa rồi Cẩm Ly vẫn thấy rằng chưa có đủ lực của chú. Chú phải hát những cái bài mà cỡ như cái đoạn mà phiêu lúc cao mà ôi Chapi lúc cuối cùng đó thì nó mới ra hết cái nội lực. Chapi, yeah. Chapi. Giọng chú lên cao mà những nốt cao đẹp thật ấy. Giọng vang rất là khỏe. Vì ước gì mà có một cái bài nào mà cái nó treo ở trên á, cái nốt treo ở trên là bà đang chú hát cực tốt luôn. Còn chuyển qua thầy giáo bảo hồi nãy thấy bốc thăm á, là nói trời ơi không biết hát ổn không đây, tại vì cái bài này nó phải mềm mại lắm đó. Nhưng mà ở đây thì chính vì mình không có quen, cái nhạc nó nhanh quá, cho nên khi thầy bảo hát không có đúng nhiều lắm, nó không có đúng những cái cao độ, nó chưa có chính cái nốt. Thành ra nghe đó, ST cứ nói sao cái bài này em thấy nó cứ ngang ngang. Thực sự nó không có ngang ngang, nhưng mà tại vì mình hát không có chính cái nốt cho nên mình cứ nghe nó ngang ngang. Nhưng mà thầy giáo được có một cái là giọng thầy giáo rất là vàng và khỏe, nó đầy hết ở các nốt luôn. Để lòng anh mong, để lòng anh nhớ, anh thương em như thế. Hơi cô gái nghĩa bình.
về chị Giang thì nãy bóc bài này nó rồi trúng tủ rồi, quan họ Bắc Ninh là trúng tủ rồi. Xong đi bước ra là thấy có một sự chuẩn bị rất là chu đáo, nhưng mà vô thì hơi bất ngờ đó. Tại vì chị Giang biết sao không? Hầu như mấy người trong cuộc thi, tại vì mình không chuyên cho nên khi mình dùng giọng giả thanh á, thì đa số là mấy chị nếu mà ở những cái quãng cao á, thì nó hạp, thì hát ra nó véo von lắm. Nhưng mà ở cái đoạn thấp bắt đầu nó cứ nghiêng ngã. Mình không làm chủ được á, cho nên là mình không có luyến được những cái note, là cái bài này nó phải mượt mà nhiều lắm. Nhưng mà khi lên cao thì chị làm tốt, chẳng hạn như là cái đoạn cuối cho người ta coi một cái note cuối để ao thôi mà luyến tới trên đây mà nó ngon, cái là ngọt. Làng quan họ quê tôi. Thả xuống một cái, ăn tiền bởi vậy. Anh ST là anh khoái cái tiết mục của Giang là như vậy. Nói chung là ba tiết mục của mình đã hoàn thành. Mặc dù ba người vẫn có hơi chao đảo tí xíu nhưng mà cũng đã trở về đến nơi. Chúc mừng tiết mục của cả ba. Cảm ơn chị Cẩm Ly. Là chúng ta đã nghe nhận xét của ban giám khảo rồi, còn bây giờ sẽ là điểm số mà hệ thống máy dành cho ba người chơi. Cả ba người chơi đều đã rất là nỗ lực. Hy vọng là điểm số của mình sẽ đúng với những gì mà mình đã mong ước. Và hãy cùng theo dõi điểm số của họ ngay sau đây. Thầy Phước Bảo, chị Hoàng Thị Giang và chú Công Danh. Số đã dừng lại, 74 chính là điểm của thầy Phước Bảo ở vòng thứ 2. Như vậy là chúng ta sẽ tạm biệt thầy Bảo ở đây. Và điểm tổng của thầy sau 2 vòng là 151, tương ứng với phần thưởng trị giá 15.100.000 đồng. Xin thay mặt chương trình gửi đến thầy Phước Bảo một chút quà nho nhỏ. Hy vọng là phần quà này cũng sẽ là niềm vui để thầy chia sẻ cùng với em mời giới cũng như những em học sinh tại ngôi trường của thầy đang công tác. Cảm ơn thầy, cảm ơn tấm lòng của thầy. Thưa quý vị, và đây chính là hai người chơi xuất sắc, chú Công Danh và chị Hoàng Thị Giang. Họ sẽ cùng đến với vòng thi thứ 3, Tỏa Sáng.
rộng cỡ hồng, lứa thử vàng mới biết mặn mà tình công nông. Ôi tâm hồn xứ nghệ, trong hồn Việt Nam ta có từ thuở ông cha rất xưa mà rất trẻ. Sông chiều qua, tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Kìa bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe móng trong tim hòa niềm vui lần lần lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi. Lòng anh thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say. Xây cho nhà cao, cao mát. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Hai người chơi của chúng ta đã rất cố gắng trong vòng thi thứ ba. Xin mời các giám khảo chia sẻ về hai tiết mục này. Thực ra đó thì em trông chờ tiết mục của anh Danh lắm luôn đó. Trông chờ một cái sự bùng nổ để mà có thể thấy hết cái tiềm năng trong chất giọng của anh. Nhưng mà anh lại chọn bài Những Ánh Sao Đêm. Nó một rất là tình cảm nhẹ nhàng. Nhìn anh thì thấy ngầu lắm, nhưng mà sao trong cái chất giọng của anh hát á, anh có cái lực của anh rất mạnh, nhưng anh thích thả mềm nhiều quá. Anh ra bài này thì mới đầu em nghe nó cũng tình tình, ok, nhưng mà anh cứ đều đều như vậy hoài cho nên thật là đáng tiếc. Nhưng mà mình cũng đã hoàn thành tốt cái phần thi của mình. Còn nói về Giang, nếu mà nói về giọng hát, bài này tốt nhiều so với hai bài trước. Tại vì bài này không có dùng một tí xíu nào giọng thật hết, tất cả đều giả thanh hết. Mà đặc biệt giọng giả thanh của Giang nó rất là hay nha. Tại vì cái giọng gió đó hát được là một chuyện, nhưng để nó sắc và nó bén
là không phải ai cũng có thể làm được hết. Riêng về chị Giang thì đúng là bài này về âm sắc, về giọng hát thì chị tròn hơn những bài trước. Nhưng mà về cách chị hát thì em lại thấy nó cứ bị đều đều ấy. Phải hát sao mà cho nó có sự nhấn nhá, hát như nói chuyện cho người ta nghe ấy, thì mới có điểm nhấn được. Rồi nói chung thì đó, cả hai người nó đều bị nó bị, ví dụ như canh mình đang nêm lạc, mình chưa có đậm đà, mặc dù là xương hầm đồ rất là chất lượng, giọng hát hay, nói chung để thì bị hơi canh, nó hơi lạc chút xíu thôi. Và bây giờ sẽ là điểm số mà ban giám khảo dành cho chú Công Danh và chị Hoàng Thị Giang. Xin mời giám khảo Trấn Thành. Em xin gửi hai anh chị 19 điểm ạ. Xin mời giám khảo Cẩm Ly. Thế cũng vậy, Ly muốn chia đều cơ hội cho cả hai, bởi vì mình cũng không có được hoàn chỉnh cho lắm trong cái bài hát. Cả hai cũng đều 19 điểm luôn. Cảm ơn chị Cẩm Ly. Cuối cùng sẽ là số điểm từ giám khảo ST. Chắc là SC sẽ thiên về thời gian hơn một chút xíu. Hiện nay điểm số đang chênh lệch một chút. Chú Công Danh điểm số điểm là 56 và chị Hoàng Thị Giang điểm số điểm 57. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi phần bình chọn của khán giả có mặt tại trường quay. Và 30 giây dành cho việc bình chọn của khán giả bắt đầu. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng trao giải thưởng trị giá 25 triệu đồng cho chú Công Danh. Và xin mời giám khảo ST. Xin gửi đến chú Công Danh phần thưởng của chương trình, để chú sẽ hỗ trợ cho việc học tập của con gái chú. Chúc cả nhà luôn hạnh phúc và bình an. Còn đây là phần thưởng dành cho chị Hoàng Thị Giang. Xin mời giám khảo Trấn Thành và giám khảo Cẩm Ly. 50 triệu đồng. Biết là ngay giây phút này thì gia đình của em Trọng không có mặt ở đây để chia sẻ cùng chị Hoàng Thị Giang. Chị có muốn nhắn nhủ điều gì không? Hoàng Giang cũng rất là cảm ơn chương trình rất là nhiều. Và số tiền này thì em sẽ gửi cho bé Trọng để theo ước nguyện của mẹ bé, sẽ cho bé được vô đại học. Mẹ không thể chờ được, nhưng mà thôi, bây giờ con hãy cố gắng lên, cố gắng để học thật tốt, để cho thỏa được cái lòng mong mỏi của mẹ. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Cảm ơn Giang rất là nhiều. Giang đã đến đây mang theo cả tình cảm chân thành của mình và chia sẻ cùng với Trọng, và mong rằng là em sẽ cố gắng mạnh mẽ vượt qua biến cố này, trở thành một người trưởng thành đúng với ước nguyện của mẹ. Cảm ơn Hoàng Thị Giang. Cảm ơn chú Công Danh. Và chúng ta hãy cùng chúc mừng hai người chơi một lần nữa vì kết quả họ đã nhận được trong ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, còn bây giờ thì đã đến lúc chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ luôn đón xem chương trình Hát Mãi Ước Mơ được phát sóng vào lúc 20:25 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 với sự đồng hành của Tôn Đông Á, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau. Cuộc sống, cái thu nhập của Hồ Hạnh nói chung vất vả, nó khổ tới nỗi mà không thấy đường luôn. Đôi mắt người xưa đã quá đã, giọng hào sảng, một trong những cái trăn trở
chị đã làm được. Con rất là phục cô. Đầy nội lực và như một người ca sĩ thực thụ. Đón xem tập 11 Hát Mãi Ước Mơ phát sóng vào lúc 20:25 ngày 11 tháng 5 năm 2018 trên kênh HTV7. Hát lên những giấc mơ xanh trong đêm mộng lành vẫn hay về qua. Hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước. Hát lên hát mãi ước mơ trong ta từng giờ cháy lên niềm tin. Hát lên hát lên câu chuyện tình.